chiếc điện thoại Veto chính hãng cảm ứng Iron Flip, và đây là phần vàng nguyên khối AO750 đến những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn để kỳ lân gắn vào chiếc điện thoại này. Đây là chiếc điện thoại thông minh cảm ứng, cấu hình mạnh, dạng thanh nắp gập rất đẹp, tinh tế, một trong những chiếc điện thoại đời mới nhất hiện nay của hãng điện thoại danh tiếng Veto, chính hãng Veto Iron Flip. Sau khi khách hàng mua chiếc điện thoại Iron Flip New này chính hãng tại Kỳ Lân và yêu cầu Kỳ Lân phối hợp ra, gửi video mà phối hợp đó đến cho khách hàng xong để khách hàng xác nhận, thì bắt đầu khách hàng yêu cầu Kỳ Lân là: em ơi, hãy thay thế toàn bộ phần này cho anh bằng vàng nguyên khối AO750, và Kỳ Lân đã hoàn thiện ngay. Gần 1.000 viên kim cương hột xoàn thiên nhiên được gắn trên hai phần này, trên nền là vàng nguyên khối AO750 chuẩn hội ngoại với công nghệ nén vàng không bọt công suất và tỷ lệ chiếu hột chuyên sâu bằng máy móc chuyên nghiệp cũng như là kỹ thuật nhận hột bằng kỹ thuật cao cấp, đội ngũ chuyên môn của Kỳ Lân Luxury để tạo được sản phẩm cao cấp luxury này. Và bây giờ Kỳ Lân chuẩn bị hoàn thiện việc gắn vào nữa là xong. Thì bây giờ Kỳ Lân sẽ ráng lên đây trước. Đây. Và đây, mới gá vào thôi mà chúng ta đã thấy được sự long lanh lấp lánh rực rỡ từ những viên kim cương chiếu ra trên nền của vàng hồng nguyên khối AO750 chúng hồi ngoại rồi. Ngoài việc yêu cầu Kỳ Lân kích tâm chế tác vàng và kim cương lên trên nền phía sau, thì khách hàng cũng yêu cầu Kỳ Lân là hãy làm trên một cái bao da, nhưng anh không thích bao da gập đâu. Tuy điện thoại này là điện thoại nắp gập nhưng anh thích xài dạng thanh luôn, không có gập bao lâu, gập cho vui thôi. Nên là yêu cầu Kỳ Lân làm một cái bao da dạng thanh như thế này và để vào đây. Khi nào anh thích gặp thì anh gặp thôi. Và đi kèm với mỗi chi tiết vàng và kim cương này thì mỗi cái sẽ có một cái giấy kiểm định. Giấy kiểm định này thì sẽ được trung tâm kiểm định đó chụp hình lại sản phẩm đó và đưa vào giấy kiểm định. Và trên giấy kiểm định có ghi rất rõ, lúc mà nhận thì họ sẽ ghi mô tả là phụ kiện kim loại màu hồng gắn đá, nhưng mà kết quả giám định họ trả cho chúng ta đó chính là vàng hồng và 562 viên trên đây. Tương tự đối với phần dưới này cũng vậy, chỗ chữ V này cũng vậy, cũng được đến 222 viên kim cương trên vàng hồng. Và kể cả bao da này thì khách hàng yêu cầu làm cho chiếc điện thoại da cá màu đen, nên Kỳ Lân đã làm chiếc bao da cũng là da cá màu đen để đồng nhất với chiếc điện thoại này. Kỳ Lân là đơn vị chuyên tuyển chọn những sản phẩm cao cấp chính hãng, nhưng mà phải là những sản phẩm tuyển chọn thì Kỳ Lân mới phục vụ giao lưu đến với tất cả quý khách. Kỳ Lân Luxury chuyên phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc, sản phẩm cao cấp luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Và clip tiếp theo Kỳ Lân sẽ hoàn thiện xong, sẽ quay một clip thật chỉnh chu nữa để mà gửi đến tất cả quý khách để xem thật chi tiết về sự long lanh, lấp lánh rực rỡ từ một chiếc điện thoại đã đẳng cấp, sang trọng và thượng lưu rồi, và trở nên đẳng cấp hơn, sang trọng hơn, thượng lưu hơn khi được kích tâm thêm vàng và kim cương nữa, sẽ long lanh, lấp lánh. Mời quý khách đón xem. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.